đây nha. Tiếp theo là ở trong admin này, thì anh sẽ thống kê ở cái thống kê này thì code xử lý ở đâu, thì thống kê những cái gì thì ở đây nó đã ghi rõ hết rồi thì anh không nhắc lại nữa. Anh chỉ nhắc lại cái phần thống kê thì ở frontend ấy thì là bên ngoài, có admin ở bên trong này. Thì trong này thì có cái tab này, thì ở đây là nó sẽ là thống kê hết tất cả mọi thứ này, và cái router của nó ở đâu đây nha. Đầu tiên là nhìn router này, web này, đây cái bài cụ của nó sẽ comment ở đây này, và ở đây bắt đầu từ đây là tất cả các router liên quan đến admin này. Đây đến đây là hết đấy. Thì đầu tiên là đâu, nhìn cái đường dẫn này, sẽ gạch admin đúng không, đây hai cái này là đăng ký đăng nhập này, đăng nhập admin đây, sượt ngay đầu tiên luôn đây đúng không, đây thì là nó là cái router này. Tiếp theo nữa nó dùng cái dashboard đúng không, dashboard controller này thì anh đã mở rồi đây này. Trong cái namespace là namespace admin có nghĩa là nó đang nằm ở thư mục admin, http này, controller này đấy, admin này, và cái dashboard này, cái index này đấy này. Thì ở đây là tất cả các xử lý cái chạy doanh thu của nó ở đây, thì ở đây nó có comment nó rõ ràng hết rồi. Đây là đếm số người dùng này, đếm số người dùng hiện có ấy. Rồi đơn duyệt này. Cao cứ cao là đếm nhé. Đây là hóa đơn duyệt này, hóa đơn chưa duyệt đấy, sản phẩm này, hàng tồn này, cái hàng tồn này bỏ đi, tổng doanh thu này thì là ở cái trạng thái của đơn hàng ấy, trạng thái chuyển là bằng 1 này, sum cái tổng tiền này, thì ở đây có nghĩa là lấy tất cả nó sẽ tổng, nó như kiểu mà trên ở cái thằng Excel ấy, tức là tổng cộng tổng với một cái điều kiện, sum nghĩa là tổng của tổng tiền này với cái đơn hàng có trạng thái bằng 1 đấy. Đấy tổng tiền nhập này cũng sum này, tổng nhập thì nhập vào thì nó không cần trạng thái, đây tổng tiền nhập, đây doanh thu ngày này, đoạn này code là doanh thu ngày này, cũng sum tiền này. Nó điều kiện là trạng thái chuyển phải bằng 1 và là ngày đặt hàng phải bằng cái ngày hiện tại này. IMD là ngày hiện tại đấy. Năm này, tháng này, đấy tương tự. Ở đây là đổ ra view này. Compact có nghĩa đổ những cái dữ liệu ở bên này. Tức nó truyền dữ liệu sang view đâu. Admin page dashboard này thì ở đây. Admin này. Page này, dashboard. Đây. Đấy thì đổ ra đâu? Đây. Để ý đây nha, nó sẽ đổ ra đây này. Đấy là cái phần thống kê nhá.